Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một chuyện của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước những khó khăn, thách thức khi cơ chế chính sách có sự thay đổi, đặc biệt là khi luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107 kèm theo nghị định số 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, thì khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo không còn được hưởng cơ chế chính sách của khu phi thuế quan. Trước thực tế đó, hơn 3 năm nay, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp ở khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo đã từng bước chuyển hướng làm ăn, tìm kiếm thị trường, sản xuất nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và đem lại doanh thu cao. Cũng như nhiều doanh nghiệp ở khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, đứng trước những khó khăn do cơ chế chính sách có những thay đổi. Sau quá trình khảo sát thực tế, nhất là ở thị trường Lào, đầu năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Đài Phát đã quyết định đầu tư thêm vốn mở rộng quy mô, mua thêm máy móc thiết bị và tuyển dụng công nhân, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm. Công ty không chỉ sản xuất kẽm gai, lưới B40 như trước đây, mà còn tập trung sản xuất thêm các loại sản phẩm bao bì và bom nhựa. Nhờ thị trường tiêu thụ rộng, đặc biệt là thị trường bạn Lào, nên sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ đến đó. Hiện nay công ty đã vượt qua những khó khăn, doanh thu ngày càng tăng, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Trước đây thì chưa mở công ty ra thì công việc của tôi không ổn định. Bây giờ thì ổn định hơn rất nhiều. Từ khi công ty phát triển ra kèm gai, can nhựa và bao bì, đời sống chúng tôi có cải thiện hơn. Mức lương của chúng tôi trung bình 5 triệu tới 7 triệu. Hiện nay, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo có 63 dự án đang thực hiện trên tổng diện tích đất 176,7 ha với tổng vốn đăng ký gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó có 50 dự án đang hoạt động, 10 dự án đang xây dựng và 3 dự án đang nghiên cứu đầu tư. Các doanh nghiệp, dự án đầu tư và phương án kinh doanh đã giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động, chủ yếu là dân cư ở địa bàn huyện Hướng Hóa. Chỉ tính riêng tại thị trấn Lao Bảo, những năm trước đây có trên 63 doanh nghiệp. Hiện nay do gặp nhiều khó khăn nên chỉ còn 50 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu như các doanh nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang hoạt động hiệu quả nhờ những chuyển hướng trong sản xuất, thì các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ lại gặp nhiều khó khăn. Đơn vị chúng tôi là tìm chuyển hướng là xuất khẩu qua Lào, đặc biệt như là hàng vật liệu và bất hóa tổng hợp đó, thì một cửa mở điểm dừng thì buộc qua đó thì vướng là cái thuế nó rất cao nên là doanh nghiệp nó làm ăn cũng không được hiệu quả lắm. Trước 2017 là cái hàng Việt Nam đã đưa lên khu thương mại Lao Bảo với cái giá mình bán ở bên Lào là rất chi là thuận tiện, bởi vì là nó được giảm thuế 10%. Và sau năm 2017 là theo chính sách của nhà nước là cắt cái 10% đó, thì mình đi qua bên Lào mình phải chịu thêm một cái thuế của Lào và một cái thuế của Việt, thì là cái giá cả nó cạnh tranh ở Lào rất chi là khó khăn. Những cái giá bán mấy năm trước và giá bán bữa nay thì rất là khó lên, không lên giá được, thì rất khó khăn cho doanh nghiệp. Thực tế do có nhiều chính sách thay đổi, đặc biệt là khi luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, thì khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo không còn được hưởng cơ chế chính sách khu phi thuế quan. Ngoài ra, ngày 16 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 01 về việc bãi bỏ quyết định 72/2013 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định cơ chế chính sách tài chính cho các khu kinh tế cửa khẩu, thì khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo quay trở lại với mô hình khu kinh tế cửa khẩu bình thường. Trong quá trình mà tổ chức hiện tại bây giờ sản xuất kinh doanh thì vẫn khó khăn một số cái vấn đề, đặc biệt là cái cơ chế xuất nhập khẩu qua lại biên giới, rồi là cái cơ chế để thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào cái khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Chính vì điều đó thì thay mặt cho lãnh đạo chính quyền địa phương, chúng tôi thiết nghị là đề nghị các cấp các ngành từ trung ương rồi tỉnh cần xem xét để đề xuất một số cơ chế chính sách để tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại Lao Bảo, nhằm mục đích là khai thác tốt cái hạ tầng mà đã được trung ương, được tỉnh đầu tư xây dựng sau gần 20 năm xây dựng cái phát triển cái khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, để nhằm cái khai thác tốt cái lợi thế một cái thị trấn ở vùng biên giới đầu cầu trên tuyến hàng lang kinh tế Đông Tây,
rồi cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và kết nối cái hành lang kinh tế đông tây với các nước trong khu vực như Thái Lan, Myanmar và đặc biệt là thị trường của bạn Lào. Hiện nay, ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo đạt 940 tỷ đồng. Cùng với hơn 712 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, các dự án, các tổ chức quốc tế như ADB, GBIC đã tạo điều kiện để nâng cấp và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ cho khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo vẫn còn đang tồn tại một số hạn chế như một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Quá trình chuyển đổi thì các doanh nghiệp trong khu kinh tế Lao Bảo cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là những doanh nghiệp mà lâu nay là làm nghề thương mại dịch vụ. Đến thời điểm này mà nói thì sau quá trình nó có một cơn sốc như thế thì đến nay cũng tương đối là ổn rồi. Và quá trình thực hiện nhiệm vụ thay đổi ở đây thì Ban Quản lý Kinh tế cũng đã kịp thời cùng với doanh nghiệp là ổn định về mặt là động viên kịp thời để các doanh nghiệp ổn định trong làm ăn. Những doanh nghiệp mà sản xuất thì ngày càng làm ăn phát triển, đặc biệt là hai cái cơ sở sản xuất đầu tư của nước ngoài, đó là cái chỗ Superhot, thì từ chỗ là 25 triệu lít năm thì bây giờ họ đã đề xuất và mở rộng lên, nâng công suất lên 38 triệu lít một năm. Mới đây nhất Camel của Thái Lan họ nâng công suất từ là 5 triệu đô đầu tư nâng lên là 15 triệu đô và đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương. Thì đây là một triển vọng mà thể rằng nhà đầu tư rất là phấn khởi và họ cũng chọn con đường đầu tư vào cái khu Lao Bảo để là phát huy cái cơ sở sẵn có cũng như tìm kiếm cái thị trường Việt Nam và xuất khẩu để phát huy cái hiệu quả đã đầu tư. Lượng phương tiện xe cộ đi lại cũng như làm ăn thì như thế là cũng tăng lên rất là rõ. Như đơn vị trung tâm quản lý cửa khẩu mà thu phí xe cộ qua lại thì như năm 2016 chỉ đạt khoảng trên dưới 6 tỷ. Năm 2018 rồi cũng lên đến gần 15 tỷ và đến thời điểm này năm 2019 thì đã thu được 16 tỷ 6. Như vậy là tăng rất là gần tượng sấp chỉ gần 3 lần cái lưu lượng xe cộ vận chuyển đi lại qua cửa khẩu. Thì đấy cũng là một sự tăng trưởng trở lại và cũng là cái đa thuận lợi cho cái việc khai thác tiếp tục cái khu vực này. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu kinh tế thương mại thời gian gần đây có tiến triển tốt, đó là những tín hiệu vui. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp có điều kiện khắc phục khó khăn, tỉnh và các ngành chức năng cần có sự quan tâm, nhất là về vốn, mặt bằng sản xuất, cũng như giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế chính sách, có giải pháp bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư trước năm 2018. Đẩy mạnh các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đồng thời rà soát, đề xuất tháo gỡ những khó khăn và bất cập của mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Văn để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Chuyên mục Mỗi Tuần Một Chuyện đến đây xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quangtritv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục này kỳ sau.